Chào tất cả các chị thân yêu, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dạy cho mọi người cắt một cái áo, một cái váy cổ hai ve chườm giống như của áo vest này nhá. Các chị thấy hiểu rõ không ạ? Và khi các chị coi cái video mà thấy video hữu ích và hay thì các chị like và chia sẻ bài viết giùm em nhé, để ủng hộ cho em với. Đấy, và em sẽ dạy cho các chị cắt cái cổ hai ve này như sau. Trong cái hình này thì các chị nhìn là với mọi cái váy khác, cái đầm khác thì ở dưới cái phần rã eo người ta có con cho một cái đai khoảng 3 tới 5 phân. Nhưng cái váy này thì nó không có nha các chị. Nó không có cái đường rã eo, ý là nó có rã eo nhưng mà nó không có cái đường đai. Và khi nó không có cái đai ở giữa ngang cái eo này thì các chị không cần phải hạ cái eo đó giùm em nhé. Và nó có hai cái cúc. Vậy thì các chị sẽ hạ cái váy này cho em như sau. Để mà hạ một cái váy bình thường thì các chị cắt cho em một đầm ôm chữ A cơ bản. Các chị thấy không ạ? Và đầm cơ bản thì các chị gõ tâm fashion dạy cắt đầm chữ A cơ bản. Đó. Thì đầm ôm và đầm chữ A cơ bản thì em đã dạy rồi. Để các chị cắt thì các chị em nói qua về cách hạ như size M. Từ đầu cổ vào đến đây, vào từ đầu cổ vào là 6 phân rưỡi, xuống cổ 6 phân rưỡi, các chị cắt thành hình cổ của sơ mi. Đó, để các chị biết cách hạ nhá. Đây là hình cổ sơ mi này. Và các chị biết cách hạ thì đấy. Đây là hình cổ sơ mi nhá. Và hạ xuôi vai là 3 phân rưỡi, sau đó các chị cắt xéo đi. Đấy. Ngang cái vai này. Hạ xuôi vai là 3 phân rưỡi, ngang cái vai này là 1/2. Vẫn như bình thường hạ là 1/2 vai, 36 là 18 đây nhá. Đấy. Và khi các chị đánh thành hình, sau đó là các chị cho một cái ni, cho một cái ni sườn này khoảng 2 phân rưỡi tới 3 phân tùy theo các chị. Nếu ngực to thì khoảng 3 phân, còn ngực nhỏ các chị cho khoảng 2 phân rưỡi. Và các chị đưa một cái ni ở giữa sườn này thì tính cái 1/4 eo này của các chị em vẫn dạy mãi rồi là 1/4 eo cộng với nửa phân cử động thôi, và các chị cộng với 3 phân ly cho nó. Đấy. Và tùy nhá, nếu mà người mập, người béo thì hay là người gầy là em đã dạy cách cho các chị vào ly rồi. Nếu mà người hơi ốm thì cái ni này là sẽ to ra, và cái người mập thì cái ni này là sẽ nhỏ lại, tùy theo các chị cắt. Và cái ni đây này em sẽ cắt size chuẩn, size M, vì thế em cho cái ni này là 3 phân. Sau đó là hạ eo từ trên xuống dưới là 35 hoặc 36 phân, hạ mông từ 55 tới 56 phân và xòe chữ A ra. Và tùy cái váy theo các chị cắt, cái váy xòe chữ A là bao nhiêu nhá. Và với cái váy như thế này này, là nó trùng qua bắp chân khoảng là một dài 1m cho tới 1m10 phân nha các chị nhá. Trong cái hình này là dài khoảng 1m cho tới 1m10 phân. Còn chị nào thích 1m1, 1m2, 1m3 gì đó đều được hết, và chỉ cần các chị kéo tùng váy dài ra thôi nhá. Đó. Và đến cuối tùng váy thì bao giờ thì miếng giấy của em nó không dài 1m10 phân, nó dài có chưa được 1m, nhưng mà em cũng cắt theo một tờ giấy nhá. Và các chị, tất cả mọi cái tùng váy khi các chị đánh cua góc này lên đều đánh từ góc này nên đây là 2 phân, đánh vuông góc ra. Các chị thấy không ạ? Đánh cứ giữ góc vuông này. Để khi các chị khép tùng váy vào thì nó vuông góc, nó đều cái tùng váy nhá. Và các chị cắt thẳng lên thành một gập chữ A. Đấy, cái ni này các chị khép cái ni lại, gấp cái ni lại để cắt cho cái sườn này nó được chuẩn nhá. Đây. Nó đây này. Gấp vào và đánh để cho nó xéo xuống chuẩn, nó dư. Đấy. Và các chị cắt. Sau khi cắt thì em sẽ chỉ cho các chị cách ráp. Ok. Em có may cái váy này, và nếu để em coi em có thể chỉ vào video ráp cái váy không đó. Đấy. Và các chị nhìn cái hình như thế này thì các chị nhìn giùm em nhá. Với cái váy như thế này thì mọi cái váy là các chị có nhìn thấy không? Nó sẽ rã một cái phần ở đây và nó đưa một cái miếng đai vào đây, là những cái váy có đai. Còn cái váy này các chị nhìn trên hình là nó sẽ không có đai. Vì thế các chị hạ cho em là từ trên đầu này xuống đây, thay vì các chị hạ 35 hoặc 36 phân, các chị hạ 36 phân eo đúng không? Thì các chị hạ thêm cho em là 2 phân cho nó xuống thành 37 phân. Nhớ nhá. Hạ xuống từ trên vai này. Hạ từ trên vai này xuống dưới cái đường ngang đây là khoảng 37 cho tới 38 phân. Đấy. Xuống tới 37 38 phân thì các chị rã ngang nó ra. 37 hoặc 38 phân nhá.
Bởi vì trong cái này nó không có cái, nó không có cái đai thì mình sẽ phải rã xuống tới đó và cắt ngang nó ra. Đấy, sau khi cắt ngang như thế này thì các chị sẽ bỏ cái thân này ra và sửa cái phần lai váy này cho em. Các chị khép cái tùng váy này vô, thấy không? Khép cái ni này vào. Đấy, khép cái ly vào. Đấy, và các chị xẻ thẳng một đường xuống dưới. Như thế này, thấy không ạ? Và các chị cũng xẻ thẳng một đường như thế này nữa. Đấy, và chia thành bên này hai đường. Các chị thấy không ạ? Và các em cắt dậy cắt váy cho các chị rồi, rã tất cả những đường này ra và đặt một mảnh giấy. Sau đó là các chị xòe nó ra hết công suất. Em sẽ lấy một mảnh giấy nhỏ để cho các chị. Đây nhá, đây là cái tùng dưới của các chị nhìn rõ không ạ? Và khi các chị rã những cái đường này ra này và các chị xòe nó ra, sau đó là các chị nóc giấy thì nó sẽ ok nhá. Đây, và em cắt tượng trưng cho các chị một miếng nhé, để cho các chị hiểu có cái váy nào nó cũng là tùng xòe, và khi em cứ dậy như thế thì cái nào nó cũng giống cái nào thì nó hơi nhá. Đây nhá các chị nhá, dùng một mảnh vải góc vuông các chị gấp xéo cái này, các chị thấy không ạ? Các chị gấp xéo thế này và sau đó các chị tính từ cái điểm tim của góc nhọn này ra tới đây khoảng bao nhiêu phân, mà khi các chị nếu từ đây đến đây là khoảng 20 phân chẳng hạn đúng không? Thì bên này 20 phân, ví dụ vậy các chị phải cắt cái vòng xéo này. Và khi cái vòng xéo này nó được gấp đôi như thế này thì 1 phần 4, các chị phải chia 1 phần 4, hai tấm như thế này sẽ thành một vòng váy. Đây là cách cắt váy nhá. Đấy. Đấy. Và khi các chị cắt như thế này thì các chị cứ dùng cái thước dây. Đây nhá, các chị sẽ dùng thước dây và đo từ bên này sang cái tới cái vòng bên này của một cái rập. Xem là thành phẩm nó đã bằng chỗ này là 1 phần 4 của eo. Các chị thấy không ạ? Đó, sau khi các chị cộng 1 phần 4 eo rồi các chị cộng thêm với đường may. Vậy thì đường may ở bên sườn này các chị cứ cộng cho nó 2 phân như bình thường để cho nó thoải mái. Thì các chị cộng 1 phần 4 eo cộng với 2 phân của đường may. Đấy, vậy sau khi các chị tính được rồi thì tổng của cái vòng cong này nó bằng như thế. Sau đó các chị gọt nó đi. Đó, thì nó sẽ ra một cái tùng váy. Và độ dài của nó thì các chị cứ tính cái phần trên này này. Khi các chị hạ từ trên vai của cái đầm xuống dưới cái đường rã eo này là 38 phân hay 37 phân rồi đúng không? Thì cái số còn lại của cái chiều dài váy các chị trừ đi cái phần trên này, còn phần dưới. Vậy thì khi được 37, 38 phân ở trên này rồi thì dưới này chắc chắn là nó còn bao nhiêu phân? Ví dụ như đầm 1 mét thì trừ đi 38 phân thì tức là nó còn 62 phân. Vậy cái tùng váy này nó sẽ còn 62 phân. Ví dụ thế. Mà nếu dài hơn thì nó sẽ còn dài hơn. Và các chị đo từ trên đường này xuống dưới đây được bao nhiêu, các chị đo từ đây ra đây, từ đây ra đây, từ đây ra đây. Đó. Và các chị cắt thành vòng tròn, nó sẽ tròn nhá. Đấy. Đây là cách cắt thứ nhất. Các chị hiểu không ạ? Đây là cách cắt vòng xoáy đơn giản nhất. Đó. Và khi cái váy này là váy các chị gấp 180 độ thì nó đơn giản nhất, và khi các chị xòe ra thì nó thành hình váy như thế này, và khi các chị may xuống dưới như thế này đấy thì nó sẽ đổ cái váy xuống và nó đổ gợn sóng như trong hình, các chị thấy không ạ? Và tiếp đến một cái rập như em chỉ, đó là cái chân váy đây, cái chân váy mà đây nhá. Các chị tưởng tượng với này một cái hình dài như thế này, đây đúng không ạ? Vậy thì em cũng cắt cho các chị tượng trưng một cái hình nhỏ như thế này. Vậy khi các chị rã ra như thế này, đấy, và nó xòe ra. Đấy, các chị cho xòe ra. Và các chị cho một mảnh giấy khác nốt vô đây. Đấy, các chị thấy không ạ? Cái màu này nó không rõ lắm. Đây, lấy cái mảnh giấy màu này để cho các chị nhìn rõ. Đây, vậy là khi mà các chị để như thế này và các chị rã nó ra, các chị quay, các chị thích nó xòe nhiều hay xòe ít thì các chị quay ra đây.
quay càng nhiều rộng đấy thì nó cũng tương tự như cái hình đây. Đây các chị thấy không ạ? Khi các chị quay ra, các chị giang những cái tấm này ra và các chị dán băng keo vào đây đúng không ạ? Đó. Đấy, quay như thế này. Và các chị dán băng keo vào, sau đó các chị vẽ theo cái hình của nó và cắt ra. Thì sau khi cắt ra thì các chị cũng được một cái hình tương tự như thế này. Đấy, cách cắt các chị hiểu chưa ạ? Đó. Vậy là khi các chị cắt xong thì nó cũng như thế này. Vậy thì em đặt luôn cái này lên đây. Đấy. Và em quay góc vuông lên cho các chị xem thì vòng xéo với lại các tùng các chị cắt thì nó cũng như nhau thôi. Chả qua là nó biến đổi từ cách cắt nọ sang cách cắt kia. Miễn làm sao khi mình cắt xong nó vẫn là hoàn chỉnh theo một cái rập bình thường. Các chị hiểu chưa ạ? Đấy, đây là xong phần tùng váy và các chị cắt hai tấm như thế này thì nó một tấm trước và một tấm đằng sau. Khi các chị cắt thì các chị nhớ khoét dùm em. Khoét dùm em cái miệng túi ở chỗ này. Đó, và cái miệng túi này các chị cứ đánh dấu trừ đường may 2 phân. Sau đó từ đấy vào đến trong cái hết cái miệng túi khoảng 4 cho tới 5 phân. Và hạ xuống thì khoảng 11 cho tới 12 phân. Sau đó các chị đánh cong và cắt nó đi và các chị may cái túi vào cái chân đầm này, cái chỗ lưng đầm nhá. Đây này. Và cái chỗ túi này nhá, là nó có sẽ có hai cái túi thân trước. Còn thân sau thì các chị không có túi thì không phải khoét, các chị nhớ không ạ? Đó. Và đấy là xong phần tùng váy. Bây giờ em sẽ dạy đến cái phần trên nhá. Đây, phần trên là cổ của nó là hai ve nhưng mà không phải hai ve như đồ bộ của mình mặc nhá. Hai ve này là hai ve chườm. Vì thế hai ve chườm thì các chị cắt cho em như sau. Để mà một cái tấm bình thường như thế này, các chị thấy không ạ? Thì các chị phải vào cổ cho em nào. Thay vì các chị vào cổ 6 phân rưỡi, các chị vào thêm cho em 2 phân. Đó, các chị thấy không ạ? Các chị vào tới 2 phân này. Đấy, sau đó là các chị kẻ vuông góc xuống. Đấy, từ trên đầu này các chị hạ xuống đây khoảng 7 phân. Các chị nhớ không ạ? Và sau khi hạ xuống 7 phân thì các chị đánh ngang nó sang đây một đường. Đấy, và đánh kẻ thẳng nó sang. Sau khi kẻ thẳng nó qua thì các chị sẽ phải lấy lên cho em một điểm. Từ cái đường ngang này, vuông góc này thấy không ạ? Đấy, các chị lấy lên đây một phân. Và các chị kẻ xéo sang cái đường bên đây. Đấy, kẻ xéo sang đây. Vậy thì bây giờ là cái cách, nếu mà cái bình thường thì em hay cộng giấy trước. Nhưng mà đối với những người chưa học may thì họ sẽ không hiểu được. Đây bình thường là cái thân này gấp đôi. Các chị hiểu không ạ? Bình thường một cái áo sơ mi mà khi em dạy rập thì thân này là đường này là gấp đôi. Vậy muốn cho nó có một cái cổ như hình thì các chị phải nối cho nó một miếng giấy nhá. Và cái phần giấy này thì em cắt khác màu để cho các chị dễ nhìn. Đấy. Và cái giấy này cắt khác màu cho các chị dễ dòm. Còn nếu trong vải thì chắc chắn nó phải giống màu rồi nhá. Cái này là em cắt để cho các chị dễ nhìn cái đường cộng thêm này thôi. Đây này, muốn có một cái cổ như thế thì cái cổ này là cái cổ chồm. Các chị hiểu không ạ? Chồm thì nó phải như này nhá. Đấy. Và bây giờ các chị nhìn này. Đối với cái rập như thế này. Đấy. Thì từ bên này các chị rã cái đường eo này ra. Đó. Các chị rã đường eo này ra, các chị nhìn thấy không ạ? Đó, rã đường eo này ra. Và khi các chị rã ra thì các chị thử đo xem từ cái đường bên này này, từ cái đường sát mà các chị cắt eo này ra tới cái điểm giữa. Cái điểm giữa này là đường gấp đôi mà em chỉ đây. Đấy. Đường gấp đôi đây này. Đấy. Và khi các chị cắt gấp đôi thì nó chỗ này gấp đôi. Vậy tức là đây này, em nối cho các chị nhìn cho nó rõ, thì đây cũng là đường gấp đôi. Và khi các chị gấp đôi vào như thế này. Đấy. Thì các chị gấp vào và các chị cắt cái phần eo này y như cái bên đó cho em. Đấy. Và khi các chị cắt như thế này thì các chị xìa ra. Thì tức là đây là của cái phần ni của cái thân bên này. Và đây là cái phần ni của cái thân bên này. Các chị sẽ định hình được. Và các chị nối cái đường cổ này. Thấy không ạ? Nối cái đường cổ này. Nên đúng cái đường đầu cổ trên đây.
đầu cổ ở trên nhá, nối đúng cái đường này, nên cái đường đầu cổ ở trên cái đầu, trên cái dây, trên cái đầu mà các chị vào cổ đây này, đây. Đây nhá, đâu rồi cái thước, đây. Các chị vào đúng cái đầu cổ, lấy cái điểm ở dưới dưới eo đây, đúng điểm này nhá, đó, nối lên tít trên này, đó, các chị thấy không ạ? Và khi các chị nối lên đây thì nó sẽ ra một cái đường xéo của cái cổ đấy, và từ cái đường trụ chính này, các chị thấy không, cái đường này các chị lên đây cho em một phân này, các chị kẻ xéo ra thì bây giờ mới nó rõ này, đó, các chị kẻ xéo dài nó ra. Và từ cái đường chính của cái đường trụ này, các chị ra đây cho em khoảng là 4 phân. Các chị nhớ không ạ? Nếu các chị muốn cánh cổ to thì các chị ra từ cái đường trục thẳng thân trước này, ra đây khoảng to hơn. Còn bình thường ra khoảng 4 cho tới 4 phân rưỡi phân. Các chị hiểu không ạ? Ra từ cái đường giữa, giữa của cái thân trước đây này, giữa của cái thân trước này, ra tới đây là 4 phân rưỡi chẳng hạn. Và các chị kẻ xéo nó xuống cái đường dưới này. Và cái đường dưới này thì quan trọng là các chị nhìn cho em cái thân đã. Đây nhá, đây là cái đường từ dưới eo chạy lên đây khoảng 10 phân thì nó mới xéo. Vậy thì các chị lại phải chỉnh cho em cái này. Này em phải nhìn từ từ dưới nhá, từ dưới đường eo này lên tới đây khoảng 10 phân. Các chị nhìn thấy không? Đấy, ngang 10 phân này, đúng không ạ? Từ dưới này lên đây khoảng 10 phân thì cái cổ nó sẽ nằm xéo. Đó, các chị đưa cái đường cổ này vô đây cho em. Đấy, thay vì đây là cái áo xéo này, nếu các chị chồm cho nó xéo, đắp qua nhau, đắp qua nhau như cổ xéo thì nó sẽ kéo xuống tận dưới đây. Nhưng cái áo của cổ này, các chị thấy không ạ? Cái cổ đắp tim nó đưa lên trên. Đấy, và khi đưa lên trên 10 phân thì các chị nối từ cái đường cổ này xuống dưới đây 10 phân, đưa từ đây 10 phân là nối xéo sang. Và các chị nối cái điểm từ giữa này sang bên lên đây 4 phân rưỡi hoặc 4 phân, tùy theo các chị thích lá cổ to hay lá cổ nhỏ nhé. Đấy, và khi các chị nối ra đây rồi thì các chị thấy nó có cái hình vòng cổ không ạ? Vậy thì khi nó ra đây rồi, các chị sẽ có cái điểm tim này, và các chị kẻ một đường. Các chị thấy không ạ? Các chị từ cái điểm góc tam giác này, các chị kẻ một đường vuông góc với cái đường đỏ này cho em. Đây, các chị kẻ một đường vuông góc nhá, vuông góc này. Đó, các chị kẻ một đường chỗ này vuông góc nhá. Đấy, và khi nó vuông góc ở đây rồi thì các chị thấy không, nó vuông góc với cái đường giữa này rồi, thì từ cái đường góc nào nhọn này nên tới cái đường xéo kẻ đỏ này đã bao nhiêu phân? 9 phân này. Đấy, các chị đo được 9 phân. Thấy không ạ? 9 phân. Thì các chị cũng lấy dấu sang cái đường bên này, đủ 9 phân. Nó cắt ở đâu? Các chị hiểu không ạ? Từ cái điểm cắt đường này với đường đỏ này, nó cắt từ đây này, đo từ đây sang tới góc này bao nhiêu phân thì đo từ C đây sang tới cái cạnh này đủ bấy nhiêu phân và nối lại. Đấy, và khi nối lại thì các chị nhìn được là nó sẽ ra một đường cổ ve bẻ. Đấy, và cổ ve bẻ như thế này thì các chị nhìn cho em rõ không ạ? Khi em nối vào và các chị muốn cho nó thẳng ấy thì các chị cứ để im như thế này, các chị thấy không ạ? Và các chị muốn cho nó bầu thì các chị đánh cong cho em khoảng 7 ni. Đó, các chị đánh cong khoảng 7 ni và các chị gọt theo cái đường này thì các chị sẽ hình dung ra cái cổ đây nhá. Đấy, và khi các chị cắt thì các chị gọt cái đường này cho hơi xuôi xuôi một tí, nó thẳng lên đấy, và các chị đưa cái đường này vô đây. Đấy, em mới cắt có một nửa thôi nhá, cắt đúng đến cái đường trụ thẳng của thân trước đây này. Đấy, và các chị nhìn thấy không, khi các chị muốn vẽ cái vòng cổ thì các chị tính đến cái vòng cổ này. Khi các chị đã biết đây là vòng ấy rồi, vòng cổ nó sẽ từ đây chạy ra, đưa ra đây. Đấy, và các chị xéo từ cái đường điểm này này, từ cái điểm của góc vuông này ra tới cái điểm của đầu này này, các chị đưa sang đây là khoảng 2 phân.
chỗ này nhá, từ đây này lên đây này là do các chị thích là 1 phân rưỡi cho tới 2 phân là nó sẽ xẻ V ở chỗ này, các chị thấy không ạ? Cái hình vòng cổ nó sẽ xẻ V và nó đánh vào đây này, ví dụ thế. Thì các chị đã nhìn thấy cái vòng cổ từ đây này, lên đây này, sang đây này, xuống đây này, thấy không ạ? Nó ra cái hình cổ rồi nhá. Đấy, và khi các chị đã hình dung được nó như thế này, đó, thì em sẽ cắt vào phía nối trong này để cho các chị nhìn cho nó rõ nhé. Đấy, các chị nhớ là khi các chị kéo góc vuông, nhưng mà các chị lại lên trên từ đây lên đây 1 phân rồi và các chị kẻ xéo thì các chị phải cắt theo cái đường đó nhé. Đó, và các chị cắt đúng cái đường mà kéo xuống đây, sau đó các chị bẻ gấp ra thì nó sẽ ra cái ve. Đấy, các chị nhìn thấy cái ve không ạ? Rồi nhá, đây là nó ra một cái ve rồi, các chị nhìn thấy không? Đấy, và khi nó có cái ve rồi thì bắt đầu chọn đến vòng cổ. Và khi cái lá cổ ở phía trên em đã dạy các chị này vừa giờ nè, từ đây lên đây 1 phân rưỡi cho tới 2 phân thì tùy các chị. Các chị muốn cho nó hẻ xa thì các chị đưa nó lên 2 phân hoặc 3 phân, hiểu không ạ? Nếu các chị không muốn cho nó nhọn chỗ này mà các chị muốn vuông góc ở đây thì các chị để đưa lên đây cách khoảng 3 phân. Nhưng mà như em cắt thì em chỉ cắt 1 phân rưỡi hoặc 2 phân thôi. Và đây em cắt 2 phân thử cho các chị xem nhé. Đấy, và các chị gọt cái phần 2 phân này đi này, tam giác 2 phân đây này, cắt đi. Và đưa ra đây thì các chị sẽ thấy rằng là đây là cái hình vòng cổ này. Đấy, vậy em thử cắt cái chỗ này đi cho các chị, để các chị hình dung ra cái chỗ lá cổ. Đấy, các chị thấy không ạ? Và khi các chị muốn cắt lá cổ thì các chị cắt cho em như sau. Các chị đặt một cái miếng giấy khác lên trên đây. Đây, các chị đặt một miếng giấy khác nhá, lên trên này. Đây, các chị thấy không ạ? Em lấy cái miếng màu này cho các chị dễ nhìn. Đây, các chị đặt nó lên đây. Đấy, sau đó là các chị lấy dấu cái điểm này, thấy không ạ? Đấy, lấy dấu cái hình cái góc cổ này, góc cổ thôi nhá, các chị mới lấy góc cổ cho em thôi. Đấy, và các chị nật nó ra, bẻ nó sang. Đó, bẻ nó sang như này thì em bẻ vào cái phía nối này cho các chị dễ nhìn này. Bẻ cái đường xéo này, đúng cái đường chéo này nhá. Đấy, sau đó là các chị vẽ cái hình là cổ này ra đây cho em. Đây, và khi các chị vẽ như thế này thì các chị thấy không, đây là điểm trụ thẳng đưa lên này, đưa lên của cái thân này đó. Và đây vậy nhá, sau khi các chị vẽ được rồi thì các chị mở nó ra này, các chị mở nó ra các chị sẽ thấy hình như thế này, đúng không ạ? Và các chị để nó ra vậy cho nó dễ vẽ. Và các chị đưa cái đường này này, đó, kẻ xéo ra cho em khoảng đây, đưa kẻ xéo nó ra nhá, các chị thấy không ạ? Đây là cái đường bình thường này. Đó, cái đưa kẻ xéo bình thường cái thân sau. Bây giờ các chị muốn cắt được cái cổ này thì các chị phải cái thân sau đây, các chị phải cắt cái cổ thân sau. Đấy, bây giờ các chị dùng rập thân sau này, các chị thấy không ạ? Bỏ cái tấm này ra một bên và các chị dùng rập thân sau, các chị đưa cái đường cổ mà các chị đã bẻ cái đường đây, nhìn các chị nhìn kỹ cho em nhá, cái đường kẻ xéo màu đỏ này chạy từ trên vai xuống dưới cái đường ve này, thấy không ạ? Xuống tới cái đường ve này là cái đường đây này. Đấy, kẻ xéo này, đúng không? Đấy, và khi em gấp vào vầy để cho các chị phân biệt được thì các chị sẽ đo cái đường vai con của em lên trên cái vai con của thân sau cho nó bằng nhau, thấy không ạ? Đo cho nó bằng nhau, sau đó lấy dấu và đánh cong cái vai con này ra. Đấy, và các chị đánh thay vì ở trong này là cái cổ sơ mi cũ, các chị đánh nó ra đây và đánh gọt nó đi. Đấy, và khi các chị gọt nó đi được rồi, các chị nhìn rõ giùm em không ạ? À, cái này là em chỉ lại cho các chị cái phần thân sau một tí để cho các chị hiểu nhá. Khi các chị cắt cái thân trước thì cái thân trước nó có cái ni này, các chị thấy không ạ? Và khi các chị sang giấu cái thân sau thì hai cái sườn này nó bằng nhau này, các chị thấy không ạ?
Nhưng để mà cái thân trước mà có cái ni thì thân sau nó sẽ bị hụt xuống. Đấy, đây. Cái thân trước nó sẽ hụt xuống như thế này và cái thân sau cũng phải hụt xuống theo. Đấy, và các chị cắt cái phần vai con. Sau khi các chị cắt cái vai con thì các chị phải đo cái vòng nách trước với cái vòng nách sau như thế này này. Các chị nhìn cho kỹ nhá. Và khi mà hai cái thân trước thân sau. Đấy, nó thân sau nó sẽ được trả cái phần vai này. Đây, cái phần thân trước đặt nó tới đây và thân sau nó sẽ được trả một phần cái vai, một phần cái ly chỗ này. Nhưng nó chưa đủ độ chồm vai thì các chị phải cộng thêm cho nó khoảng nửa phân nữa, các chị hiểu chưa ạ? Cộng thêm cho nửa phân nữa để làm sao để khi các chị cắt cái thân sau này, em cắt hết đấy để cho các chị phân biệt này. Thân sau bao giờ nó cũng ra ngoài so với thân trước khoảng 7 ni cho tới 1 phân. Vậy khi các chị đặt như thế này, đấy thì 2 phân rưỡi hoặc 3 phân của cái tùy. Nếu mà cái ni này của các chị 2 phân rưỡi, đúng không ạ? Thì cái chồm vai này các chị phải cộng thêm cho nó 1 phân. Còn nếu cái ni này của nó là 3 phân thì cái chồm vai này nó quy định như em quy định là nó phải được 3 phân rưỡi chẳng hạn. Lông vai lên khoảng 3 phân rưỡi. Vậy thì các chị cái ni được 3 phân, tức là phần này nó dư 3 phân thì các chị phải cộng thêm cho nó nửa phân như thế này để cho nó đủ độ chồm vai này, khi nó gấp xuống đây thì nó sẽ đủ, các chị thấy không ạ? Đấy. Và như thế này nhá. Đấy. Và tùy theo cách cắt mỗi người cách cắt chồm vai như thế nào. Nhưng mà quan trọng là nếu các chị muốn hạ nách dài hơn thì cái thân sau không cần chồm vai, các chị hiểu không ạ? Cái cách cắt không cần chồm vai là như sau. Nếu như thay vì các chị tính cái độ chồm vai vào đây là 3 phân rưỡi gấp đôi, đúng không ạ? Gấp đôi vào và dán vào thân trước đây này. Thì nếu các chị không muốn cho nó có độ chồm vai, đúng không? Thì các chị cắt cái thân trước này thay vì hạ 19 hoặc 20 thì các chị phải cộng thêm cho nó cái phần chồm vai như thế này và các chị nắp nó vào thân trước. Có nghĩa là thay vì hạ 19 20 thì các chị có thể thay vì hạ 19 các chị có thể hạ thành 20 rưỡi để làm gì? Để trả lại cái phần vai con này cho nó và khi các chị cắt thì không cần chồm vai, các chị hiểu không ạ? Và khi không cần chồm vai thì cái thân sau này khi các chị cắt thì thay vì hạ cái đường vai con này 3 phân thì các chị lại phải hạ cái chồm vai này ít hơn, ví dụ thế, tùy theo cách các chị cắt là các chị phải nhớ cách cắt thôi à. Kiểu gì thì nó cũng ra, muốn tính chồm vai thì mình trừ thân trước, bỏ ra thân sau. Còn nếu mà không muốn tính chồm vai thì cộng luôn cái phần thân sau này dính vào thân trước luôn và không cần chồm vai nhé. Đấy. Và khi các chị đã cắt được cái phần thân sau này rồi, thấy không ạ? Thì các chị bỏ nó ra và đưa nó vào đây cho em. Đấy. Và cái hình vòng cổ này, đây là cái phần của phía thân trước này, các chị thấy không ạ? Và các chị muốn cắt được cái phần từ vai này này, thấy không ạ? Từ vai này ra phía thân sau, tức là cái cổ của thân sau, thì các chị phải đặt cái vai này vào đây. Cái vai này nó bắt nguồn từ cái thân này, thấy không ạ? Nó bắt đầu từ cái vai, bao giờ cái vai trước nó cũng phải ráp vào cái vai sau. Và các chị đặt như thế này, sau đó các chị quay ra, quay ra tính cho nó đủ cái vòng vai của các chị đây. Đấy. Và khi đủ cái vòng vai nó vào đây nhá, các chị thấy không ạ? Đủ vào đây. Các chị quay này. Quay cho nó dính cái độ may vào. Đó. Quay từ từ để cho nó quay theo độ tròn của cái cổ nha các chị nhá. Quay ra đây, quay ra đây. Và đặt ra đây. Đấy. Và các chị có cái đường đây rồi, các chị sẽ kẻ vuông góc ra. Đấy. Sau khi kẻ vuông góc ra thì các chị sẽ phải sau khi kẻ vuông góc ra thì các chị đếm, các chị phải đánh cong này, đánh cong nhá. Sau khi kẻ vuông góc ra các chị đánh cong cái phần này đấy, vô đây cho em một một nửa phân, các chị thấy không ạ? Một nửa phân. Và các chị đo cái cổ này ra 7 phân. Đó. Đo cổ này ra 7 phân. Sau đó là các chị nối cái đường chỗ này này với nhau. Đấy. Thì các chị sẽ nhìn ra nó thành hình cái cổ, các chị thấy không ạ? Và nhớ là cái đoạn này các chị phải kẻ vuông góc nhá. Kẻ vuông góc thì tức là cái góc này cũng vuông và cái góc này cũng vuông nhá. Sau đó là các chị nhìn thấy không ạ? Nó ra vòng cổ rồi nhá. Đây là cách cắt vòng cổ thứ nhất. Và em sẽ gọt cái này đi. Sau đó em sẽ chỉ cho các chị cắt cái cổ tiếp theo. Đấy, và các chị cắt như thế này. Đấy, để mà giữ được
thì các chị cắt cái đường này, đem một cái cổ khác đây nhá, các chị sẽ cắt cho em một tấm nữa thành hình cái cổ, để các chị cắt một cái cổ kiểu cổ nữa đây, các chị sẽ vẽ cho em thành hình cái cổ như cũ nhá. Và cái chỗ này cắt vuông góc này đấy, sau đó là cái cổ này thì vẽ vào đây để làm gì, để tí các chị xoay cổ kiểu khác cho em đấy. Đây nhá các chị nhá, và em vẽ xong cái đường này thì em sẽ rã cái cổ thứ nhất thôi. Và cách cắt thì các chị có nhiều cách cắt lắm, cho nên nhiều người họ cắt các kiểu khác nhau thì các chị nhớ đấy. Và cái tấm này bỏ ra để tí học cách cắt khác. Đây, đây là cách thứ nhất là các chị kẻ từ đây nên cái đường cong cổ một phân và đánh vuông góc ra đây khoảng 7 phân cổ, sau đó các chị kéo thì các chị sẽ cắt cái tấm này đi. Đấy, và các chị cắt theo hình vòng cổ này. Đấy. Vậy thì đây nó cũng ra một cái cổ, các chị thấy không ạ? Và các chị lấy cái chân trước này. Đây. Các chị gấp nó vào đây. Đấy. Và cái đoạn này này, nó được tra vào đây nhá. Nó sẽ vẽ ra đây. Thấy không ạ? Và khi các chị vẽ ra thì nó đây là cái vòng cổ này. Đấy. Vậy khi nó ra cái vòng cổ như thế này. Đây, nó ra vòng cổ như thế này nhá. Thì các chị nhìn dùm em này. Cái đường vai này, cái đường vai này mà các chị đánh, các chị đánh cho nó vuông thẳng ở đây đúng không? Thì nó vuông góc ở đây. Nó sẽ vuông góc ở chỗ này. Đấy, các chị nhìn thấy không? Nó sẽ vuông góc ở chỗ này. Vậy thì cái phần áo, cái phần trên áo nó còn thiếu đây này. Các chị thấy không ạ? Thiếu ở chỗ này này, thiếu mất khoảng bao nhiêu đây này. Đó, so với vai con chuẩn là nó đang bị thiếu này, các chị thấy không ạ? Thì các chị phải ghép cái chân sau vào luôn. Để cho các chị hình dung thì em sẽ ghép cái chân sau này vào đây. Khi các chị ráp vào thì nó như thế này, thấy không ạ? Và khi cái thân trước nó thiếu này thì các chị lại đặt vào của cái thân sau. Đấy. Đặt vào của cái thân sau này. Thì các chị nhìn rằng là cái đường thân sau nó cong này, các chị thấy không ạ? Cái thân này nó đang đi thẳng. Vậy thì tí vào thì nó sẽ không đẹp. Vậy cái thân sau thì nó cong sang ngang. Mà cái thân trước nó đang hụt. Các chị mở cái dập nó ra. Đấy. Và các chị cắt cho em này. Rã, chỗ này đang hụt này, thấy không? Rã một đường đó ra. Rã đường này ra. Đấy. Và các chị cắt cong vòng cổ. Để cho khi các chị bẻ nó không tức ấy, thì các chị đặt nó lên đây. Thấy không ạ? Và các chị dán giấy nó vào. Hẻ nó ra nhá. Đấy, cái phần mà nó đang bị hụt các chị trả cho nó y xì cái chỗ thân đó. Các chị thấy không ạ? Và khi các chị rang nó ra như thế này thì nó sẽ được một cái cổ. Đó, và khi các chị cắt xong thì các chị vẽ cho nó xuôi xuôi đi. Đấy, chị thấy không ạ? Đường này thì các chị cũng phải lấy cho nó xuôi này, thấy không? Và các chị đánh cong cái phần này. Đấy, đây là cái cổ, đây là cái ná cổ, và các chị lấy cái này này, đó, các chị đặt cái này lên đây,
các chị may vào. Đấy, thì cái phần còn lại này nó nằm ở thân sau, còn cái phần này ở thân trước. Rồi thì các chị đặt cái thân sau này vào đây. Đó, tí nữa các chị may vô là nó sẽ quành vô, các chị thấy không ạ? Và nó quành này, nó đưa cái vòng này vô đây là nó vừa. Đấy là được một cái cổ nhá các chị nhá. Rồi tiếp đến cái cổ mà đây, bây giờ đến cái lá cổ tiếp theo. Thay vì các chị đặt nó ngang ra như thế, đây, các chị đặt chuẩn nó vào cái chỗ này này. Đây, đây là cái vòng cổ chuẩn của nó. Đây là một cách cắt cổ nữa nhá các chị nhá. Đây là một cách cắt cổ nữa. Và khi như thế này thì các chị đã nhìn thấy hình cổ rồi đúng không ạ? Vậy thì muốn cắt một cái cổ kiểu tiếp theo thì các chị đã thấy em vẽ sẵn một cái hình góc vuông cổ và nhọn như thế này. Đây, thì các chị bỏ nó ra và các chị vẽ cho em một kiểu nữa. Đó nè, đó là các chị đánh từ đây, từ cái đường này này vào tới đây cho em khoảng 1 phân rưỡi cho tới 2 phân tùy các chị nhá. Và các chị để kẻ xéo ra cho em, lấy màu khác cho nó dễ nhìn này, kẻ xéo ra đây. Đấy, đây là cách tiếp theo này. Từ cái đường đây, đặt vào đây thì mới hiểu rồi nhá. Đây, từ cái đường này, từ cái đường đầu vai này vào đây 2 phân hoặc 1 phân rưỡi tùy theo các chị, khoảng 1 phân rưỡi hoặc 2 phân do cái cổ bẻ đấy. Và các chị bỏ nó ra. Đó, các chị cũng đo được là từ đây lên đến đây của cái cổ thân sau là tới đây đúng không ạ? Khoảng này là cổ của thân sau thì các chị đo cái đoạn này được 10 phân này, ví dụ thế, các chị cũng đo ra đây được 10 phân, thấy không ạ? Sau đó các chị kẻ vuông góc ra đây. Đấy, và sau khi kẻ vuông góc các chị cũng lấy cho nó 7 phân. Đấy, và các chị nối nó ra cái đầu này. Đấy, nối nó ra cái đầu mà lúc nãy các chị tính cái đầu cổ này. Thì bây giờ các chị thấy không? Thay vì cái cổ bên này này, nó hơi vuông vuông này, thấy không ạ? Nó đưa ra đây thì nó hơi vuông vuông cái chỗ này, nó không được nhọn lắm. Và khi các chị đưa xéo cái đầu này thì nó sẽ nhọn ra này, thấy không ạ? Và các chị cắt cái hình vòng cổ này, các chị cũng phải đánh cong lên cho em khoảng 7 ni. Đấy, đánh cong lên 7 ni nhá. Đánh cong cái đầu này lên 7 ni này. Đấy, và nếu các chị nó sẽ còn khoảng chỗ này chưa được 7 phân. Và nếu các chị muốn cổ to thì các chị có thể tính cái cổ đoạn này ra cho đủ 7 phân. Còn nếu mà muốn cái cổ nó nho nhỏ 6 phân rưỡi cũng được, 6 phân 2 nó không cần, nó to thì các chị để im nhá. Và các chị cắt theo cái đường phía trong này. Đó, và khi các chị cắt thì các chị nhớ là góc này là góc vuông và góc này cũng phải là góc vuông nhá. Và các chị cắt cái đường này. Đấy. Và khi các chị cắt thì các chị cắt cái đường ngang này. Đấy, và cái đường này này, các chị nhìn nhá. Nếu các chị muốn để cho nó nhọn thì nó sẽ không đẹp. Các chị phải đây, các chị đánh cái này lên cho em khoảng 7 phân này. 7 phân đi, cho nó lá cổ nó to một tí. Sau đó các chị nối nó ra đây. Nối nó ra cái chỗ đường nhọn này. Sau đó là các chị nhìn này, nó nhọn thì các chị phải đánh cong cái đường đó ra. Các chị đánh cong cái đầu này một tí này. Đó, và khi em cắt như thế này. Đấy, nó sẽ hơi bầu bầu, các chị thấy không ạ? Nó hơi bầu bầu cái, thay vì các chị đánh lên đây khoảng, các chị đánh cái vòng cong này lên đây khoảng 5 ni và đánh nó ra thì nó sẽ được bầu bầu cái đầu này hơn, nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu các chị có thể đánh cong một phân cái đường này lên cũng được, thì nó sẽ đánh cong cái đường vòng cổ này thay vì cái đồng phía ngoài này, thay vì một nửa phân, các chị có thể đánh cong lên một phân cũng được, không sao. Thì cái cổ nó sẽ bầu hơn và nó không nhọn hoắt ra nhá, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, sau đó là các chị cũng phải tính cho em là từ cái đường cổ này đặt vào đây này, thấy không ạ? Đấy, từ cái đường đặt vào đây. Đấy, và ra tới thân sau này, thấy không ạ? Thì nó cũng vẫn bị thiếu như cái cổ lúc nãy. Và các chị cũng vẫn phải tách ra cho em cái phần này. Đấy, và dán lại. Nó sẽ ra cái cổ nữa nhá. Đây là hai cái cổ này. Đấy, và khi các chị đặt lên, các chị dán cổ. Như này.
Đó, các chị thấy không ạ? Và khi các chị dán được như thế này thì các chị đánh cong cái vòng cổ này cho nó đẹp. Đó, và các chị cắt theo. Đấy. Và đây là cái cổ nữa này, các chị thấy không ạ? Và đây là hai cái cổ nha, các chị thấy không? Nó hơi nhọn khác nhau này. Hai cái đầu cổ này nó hơi nhọn khác nhau nhá. Cắt theo cái tấm này thì cái cổ này nó hơi vuông hơn. Đấy, nó không nhọn bằng. Và cắt theo cái tấm cổ này thì cái cổ nó nhọn hơn. Các chị thấy không ạ? Nó nhọn hơn nhá. Và các chị nhớ rằng là khi các chị thấy nó nhọn như thế này mà các chị không thích nó nhọn thì các chị vẫn có thể kẻ cái đường này lên trên đây, đúng không ạ? Đây, thay vì nó nhọn này, các chị thấy không, mà các chị không thích nó nhọn thì các chị có thể gấp nó vào để xem chân là đọ vào đây này, các chị đọ nó vào cái vòng cổ này nhá, xem là nó có đẹp không. Đấy, thấy không ạ? Đây, thay vì nó là 1,5 phân chẳng hạn thì các chị đưa thành 2 phân thì nó sẽ to ra. Và tùy, nếu các chị không muốn cho nó như thế, các chị vẫn có thể đánh vuông góc. Đây nhá, đây là cách tính cái đầu cổ của nó này. Các chị có thể đánh vuông góc. Đây, các chị không muốn cho nó nhọn thì các chị có thể đánh vuông góc của góc này. Thì nó sẽ nhọn ra vuông góc. Và khi đặt vào đây này, đặt vào đây. Đấy, và mai thì nó thành cái cổ vuông góc. Đấy, các chị nhìn thấy không ạ? Đây là cái hình vòng cổ nhá. Đấy, và đánh xuống đây. Và khi các chị cắt hai cái tấm đây nhá, khi các chị cắt hai cái tấm này, thấy không ạ? Thì úp vào nhau thì cái đường bên này nó vừa đúng cái đường eo của cái đường bên này. Đấy, nó vừa chạm cái đường eo của bên này. Và tấm bên kia ngược lại nó úp vào bên này, nó cũng vừa khít đúng cái đường mà các chị may cái ly này. Thấy không ạ? Đấy. Và đây là xong cái phần vòng cổ rồi thì em sẽ chỉ cho các chị nhá. Thì các chị may cái áo nó như thế này thì các chị không cần cái đầm như thế này, thì các chị không cần phải may hai cái ly. Các chị thấy không ạ? Một là các chị có thể khép cái ly này và may mỗi cái ly to này thôi. Đấy. Đây. Và các chị khép cái ly này vào và các chị may mỗi cái to ly to này thôi. Các chị chờ em tí em bỏ nó vô cả. Hết cái quất băng keo rồi. Đó. Và các chị khép cái ni này vào. Thấy không ạ? Thì khi các chị khép vào thì cái ni này nó to này. Và nó đang bị nhọn thì các chị gấp nó vào. Đó, các chị gấp cái đường này vào nhá. Và các chị đánh cho nó hơi bầu bầu lên một tí. Đánh bầu bầu nó vào khoảng một tí để cho cái đầu nhọn của nó không bị nhọn quá nhá. Vì cái ni nó to mà các chị để cho nó hơi nhọn thì nó bị đờ phô, cái ngực nó hơi xấu. Và các chị đánh cho nó cong cong tròn tròn lên một tí thì nó rất là đẹp nhá. Đấy, vì cái ngực của mình nó cũng tròn tròn mà. Đây nhá. Và khi các chị như thế này thì các chị chỉ cần may một cái ni ở chỗ này và cắt một tấm y như thế này, các chị thấy không ạ? Cắt hai tấm thân trước như thế này và một tấm thân sau gấp đôi như thế này. Nếu các chị may gấp đôi thì gấp đôi vào đây nhá. Còn nếu các chị không may gấp đôi mà tra dây kéo sau lưng, các chị hiểu không ạ? Các chị cắt tra dây kéo sau lưng thì các chị phải đánh cong cho em cái phần này vào một phân. Đấy. Và khi các chị đánh cong phần này một phân này thì cái tùng váy của các chị cắt ấy, thì khi cái tùng váy của các chị cộng với 2 phân đường may sườn này, đúng không ạ? Thì nếu các chị tra dây kéo sau lưng thì các chị lại phải cộng thêm 1,5 phân của cái đường may xéo chỗ đằng sau này. À, thay vì cái 1,4 eo cộng với 2 phân may thì các chị lại phải cộng thêm 1,5 phân của cái đường may khóa hông này. Đây, khi các chị nắp vào cái phần sau lưng này này. Đấy, thì nó sẽ phải có cái đường tra dây kéo xuống dưới thùng váy và các chị phải cộng cho nó vào. Thì khi các chị may đây là tấm to, nếu các chị vẽ ra như cái tấm này rồi thì đặt nó vào đây này, đúng không ạ? Thì các chị cũng phải có cái đường cộng cái đường may vào đây, cộng cái phần may này vào đây này để các chị tra dây kéo và các chị thả từ trên kia xuống dưới này. Thì các chị đừng bao giờ hạ nó dây kéo sang xuống ngang cái đường xuống bông này, các chị phải đưa nó bên trên 5 phân đó và các chị thả dây kéo từ đó.
từ trên ngực xuống dưới cái đường giãn này xuống đây 5 phân. Vậy là xong nhá các chị nhá. Và khi các chị may ấy thì các chị cắt cái thân sau này, lại cắt cái tùng dưới này, lại hai cái thân trước này, thấy không ạ? Và các chị dùng cổ, các chị nhớ là cách cắt cổ của mấy cái cổ thì em đã dạy rồi, và các chị tự nối nó vào đấy. Và khi đã xong rồi thì các chị cắt vứt cái phần này đi đấy, không cần phải giữ nó nữa. Giữ lấy để làm gì? Giữ lấy để cho các chị định hình được đây là cái phần cổ của nó thôi, đúng không? Đấy, phần cổ của nó đây đấy, để các chị biết cua vòng cổ. Còn khi xong cái cổ có rồi thì đặt cái cổ vào đây là xong, còn vứt cái cổ đi, thấy không ạ? Đây là cách cắt cổ nhá. Và khi xong rồi thì các chị cắt giùm em cái vòng tay nữa là xong đấy. Và cái tay này thì các chị đo tổng vòng nách, các chị đặt như thế này này, thấy không ạ? Đường vai ráp vào đây đó. Và các chị cắt cái vòng tay bằng 1/2 vòng nách này trừ 1. Sau đó là các chị cắt cho em một cái tay dài. Cái tay này là cái tay dài gần xuống dưới. Và tay này thì không có cái ni mà cũng chẳng có nhúm gì hết, nó là một cái tay toang bình thường. Thì các chị cứ cắt cho em một cái tay bình thường thôi. Có nghĩa là ví dụ 1/2 bắp tay, các chị hiểu không ạ? Ví dụ 1/2 bắp tay các chị cộng với 2 phân cử động. Sau đó vòng xéo nách thì 1/2 nách. Ví dụ nách của nó là 44, ví dụ nhá. Cái nách kia là 42 hoặc 44 thì các chị cứ chia làm 2. Sau đó là các chị trừ đi 1. Ví dụ 22 trừ 1 thì còn 21, 21 trừ 1 thì còn 20. Ví dụ thế, cứ 1/2 vòng nách trừ đi 1. Sau đó các chị kẻ xéo ra và các chị chia làm 3. Sau đó các chị đánh vào chỗ này nửa phân, rồi lên đây 2 phân. Đấy là ra tay. Và chiều dài cái tay này thì nó khoảng là 45 phân. Nó cắt cái tay này, cái tay nỡ không ra nỡ, dài không ra dài, cho nên là nó dài khoảng 45 phân. Và các chị đánh cong xuống dưới thì các chị đo cái phần tay của nó. Ví dụ tay mà dài tới đâu thì các chị thả tới đó. Và khi cái tay dài tới đây thì các chị đo cái vòng tay chỗ này và cộng thêm cho nó 2 phân cử động hoặc 3 phân cử động. Thế là các chị chỉa nó ra đây. Tức là ví dụ một vòng này 22 phân chẳng hạn thì các chị chia làm đôi này 11 phân. Và một vòng nó là 20 phân thì chia đôi nó ra thành 10. Rồi các chị cộng thêm cho nó phần cử động, cộng 1, cộng 2 gì đó, rồi các chị nối với nhau. Sau đó các chị đánh cong của nó vào 1 phân. Đấy. Và tùy theo cái đường nhá. Nếu mà các chị muốn nó ôm thì các chị cộng với 1 phân thôi, hiểu không ạ? Ít nhất là các chị cộng cho nó 1 hoặc 1 phân rưỡi cử động. Và các chị kéo cong nó ra đây thì các chị đo cái bắp tay này này. Đấy, 1/2 bắp tay thì ví dụ như 1/2 của nó là 14 hay 13 thì các chị cũng phải cộng cho nó được 1 phân cho tới 2 phân cử động. Thì khi mà các chị mặc vào nó với cử động đủ nhá. Nó không có cử động là nó chật lắm. Và đối với những người mặc chật, mặc rộng ấy, người ta bắt phải cộng 3 phân thì các chị cũng phải 1/2 bắp tay cộng với 3 phân để cho nó rộng ra. Còn người nào mặc ôm thì các chị mới cộng 1 cộng 2 nhá. Và khi mà các chị cứ tưởng tượng là cái ngang tay này cộng ấy càng ít thì cái đường xéo nách này càng dài, các chị hiểu không ạ? Ngang tay càng cộng ngắn thì cái xéo nách này nó càng dài. Đấy, và cái tay này thì nó không hề có nhúm gì hết thì các chị cắt bình thường. Còn có nhúm thì các chị đã học cách nhúm rồi. Nhúm thì các chị đưa ra xa như thế này nó sẽ nhúm lại. Hoặc là cộng ra cái đầu này nữa là nó sẽ nhúm lại, các chị hiểu không ạ? Cộng thêm một phần vải ra chỗ này nữa và đưa ra đây thì nó cũng nhúm lại. Điều gì cũng được. Rồi, vậy xong rồi nha các chị thân yêu nha. Em chào tất cả các chị. Nếu mà các chị thấy hay bổ ích thì các chị theo dõi em để em dạy mẫu khác, hay các chị coi cho sớm nhé.